Nay tôi tiến hành làm một cái căn một cái nhà để chúng tôi chữa hồ điệp. Vì hồ điệp, hoa hồ điệp ấy nó rất dễ bị cái thiên nhiên nó phá hủy. Ví dụ như là bụi đường này, rồi là mưa nước mưa vào này. Đấy. Bây giờ cái hoa hồ điệp ấy người ta trồng ở cái môi trường trong nhà kính. Nếu mà đem về chúng ta để như các nhà quý vị chơi thì có thể cái nhà điều kiện nó tốt hơn. Còn ở vườn này thì cái điều kiện mà không bụi với lại mưa gió là rất khó khăn. Thế nên là chúng tôi làm cái nhà như thế này nó cũng là một dạng kiểu nhà kính để cho cái cây hồ điệp nó đỡ bị mưa nắng với bụi. Cái nhà hồ điệp này là không phải nhà hồ điệp chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì người ta làm bằng các cái bộ lẹp ly lông. Nó đẹp hơn. Nhưng mà cái này chỉ hàng năm thì ở vườn chúng tôi chỉ bán hoa hồ điệp đến ở dịp Tết thôi. Thành ra là chúng tôi chỉ làm tạm thời cho một dịp Tết thôi. Chúng ta kéo căng ly lông ra để cho nó căng. Ly lông này thì chúng tôi cũng mua cái loại. Đóng một cái cột ở đây để căng nốt cái chỗ ly lông này lên. Đấy, căng lên đây. Thế này thế nào ta được một cái vòng quanh. Nếu mà tất cả thế này ta làm vòng quanh thì là nó cũng chi phí nó không lớn này. Tiền công nó cũng rẻ thôi. Một dịp Tết thì chúng ta có thể xong rồi nó bỏ đi cái ly lông này, nó cũng có thể sử dụng cho lần sau. Những cái ly lông này chúng ta mua, chúng tôi mua cái dạng ly lông chất liệu của nó dày và cái loại dai chắc để gió nó lùng phùng thôi chứ nó không bục được. Còn đâu những cái này là nó có những cái lẹp và nó có cái u ở trong, người ta ấn cái lẹp một cái là nó được. Nó rất là nhàn, nhưng là phải cái u chúng ta là phải bắn vít cái u vào trong cái cột này, chúng ta lẹp ly lông vào. Ở đây không có điều kiện đấy thì chúng ta buộc bằng que tre vậy cho một thời gian thôi. Bật đèn lên chứ. Có chứ, mời quý khách cứ vào trong vườn xem thôi. Xem có ưng được cái nào không rồi thì đợt này hoa nó cũng xuống hoa rồi, vì đợt trước hoa nó nhiều lắm. Hoa lở thì hoa nó phải tàn thôi.